Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại phía kênh Top 1 Papi. Và các bạn có tin mình là chui xuống dưới cái lỗ cống ở đây không các bạn ơi? Đó, trước mắt mình có một cái ống cống để thầm xuống dưới một cái khu vực mới để chúng ta bắt những cái con côn trùng và những cái loài ké thay me mới như các bạn ơi, đó trong phiên bản cập nhật. Và cái khu vực mới được mang tên đó chính là cống ngầm đó các bạn ơi. Đó, và trong là chúng ta sẽ là câu những cái con hải cẩu thay me này, nãy cá mập thay me đó, và cá đen lòng thay me, và vô số cái côn trùng khác nữa, và điển hình là cái con chuột nữa các bạn ơi, đấy quá là ghê luôn. Rồi, và đây là cái chi tiết phiên bản cập nhật vào ngày mai, đó ngày 12 tháng 10 nha các bạn ơi. Rồi, và trước khi đi vào cái chủ đề chính thì các bạn nhớ cho mình được like video, đừng ký kênh nha. Đầu tiên là xin chào Play Twitter, một không gian đáng ngờ dưới lòng đất. Đó, và chúng ta sẽ là hoàn thành sách sưu tập sinh vật kỳ quái. Rồi đây chính là cái sự kiện sắp tới nha. Đó chính là đường cống ngầm được phát hiện trên đảo Kai-e, côn trùng thay me và ké thay me bắt đầu xuất hiện. Đó, và muốn bắt người chúng ta phải vô cái cống ngầm này nha các bạn ơi. Rồi, và các bạn có thể là kiếm được su thay me bằng cách là giúp đỡ các cư dân ở trong đường cống ngầm. Và chúng ta là có banner để xuống dưới cống ngầm nha các bạn ơi. Đó, một cái ở khu vực Playa này, và hai cái cống ngầm ở bên trung tâm thành phố, đã một cái ở chỗ tòa lập và một cái ở chỗ cinema. Vậy vào đây các bạn có thể là thỏa thích bắt tất cả các côn trùng nhỏ và cái con bọ mới đó các bạn ơi, thêm cá mới nữa. Và mình có nghe nói đó chính là vật phẩm cuối cùng trong cái shop cửa hàng, đó chính là cái thuyền vịt thay me đó, và đặc biệt là cái thuyền vịt này có thể là dùng để câu cá được nha. Và đây là cái vật phẩm thuyền vịt thay me của chúng ta đó, nhìn ghê chưa các bạn ơi, đã con mắt màu vàng nè đó, và bị là lủng lỗ tùm lum tà lai đáy chắp vé nha các bạn ơi. Và thêm cái khu vực ở cống ngầm mới nữa, nhìn rất là sợ. À, và thêm một cái trang phục đó nữa cũng là ông thay me nha các bạn ơi, với một cái bộ trang phục là chính là màu xanh lá cây với cái cánh nó bị sứt một mỉa nha các bạn ơi. Và tiếp theo trong cái phiên bản cập nhật đó chính là cái bảng điểm danh thay me xuất hiện, và chúng ta sẽ nhận cái bong bóng ông thay me và cái cá đèn lồng thay me nữa đó vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy. Và cái nón là cá lồng đèn thay me này thì khá giống là cái nón lồng đèn đó mình nhận trong cái hộp bốc tham từ hồi Tết đó các bạn ơi, Tết năm ngoái á. Đó, có một cái nón y chang là cái nón cá lồng đèn này luôn. Rồi, và tiếp theo là một cái sự kiện đó chính là khô lâu bảnh bao, và chúng ta sẽ là tìm tất cả 24 cái đầu lâu phát sáng đó đang rải rác khắp đảo Kai-e nha các bạn ơi. Thì sau khi là chúng ta tìm được 24 cái khô lâu phát sáng này, chúng ta sẽ nhận một cái bộ trang phục đó, bộ đồ khô lâu, rồi rất là cute luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, đã vào ngày 22 tháng 10 đó thì là mới cập nhật cái sự kiện này nha các bạn ơi, chứ không phải là bây giờ đâu. Và nhà hàng cũng là vừa tiết lộ một cái vị trí đầu tiên đó, một cái khô lâu phát sáng ở trong cái khu vực chơi zombie nha các bạn ơi, nãy ngôi nhà ma nè. Rồi tiếp tục xem có gì mới hay không đây. À, hình như là hết rồi các bạn ơi, cái gì đây, cái thay đổi khác, thêm thành tích mới, rồi thêm bộ sưu tập mới. Và mình nghĩ có thể là các bộ sưu tập mới và thành tích mới có liên quan đến các côn trùng thay me nha, hoặc là các con ké thay me. Và là thay đổi để bạn sử dụng bảng đen trên trường đó khi gắn tên giáo viên để quay trở lại như các bạn thôi đó. Và lần này đặc biệt một cái đó chính là sẽ hiển thị cái nút báo cáo đó, sẽ được thêm vào phía trên cái bảng đen đó, mà ai bị báo cáo sẽ là không sử dụng được bảng đen nữa nha các bạn ơi, đó các bạn cần lưu ý. Như đợt trước là ai mà sử dụng bảng đen đó mà ghi là tầm 7 tầm 3 đó, không tốt cho các bạn nhỏ đó, hoặc là ghi mấy cái tàu lao các bạn ơi, đó sẽ bị tố cáo nha. Và khi tố cáo thì các bạn sẽ vĩnh viễn không sử dụng được bảng đen nữa đâu, rồi các bạn lưu ý. Rồi tiếp theo là thêm công thức chế tạo mới này, sự chế tác cây A này, rồi danh sách một số sản phẩm bốc thăm sẽ được đổi mới nè, rồi cải thiện quà thư nè, cải tiến giao diện và tiện lợi khác, rồi khắc phục một số lỗi game. Ok, rồi và đó tất cả những gì trong phiên bản cập nhật Halloween vào ngày mai nha các bạn ơi. Mình nghĩ đây là cái phiên bản cập nhật đầu tiên thôi, nãy còn cái sự kiện phía sau nữa các bạn, còn nhiều lắm. Và nhà hàng còn tiết lộ thêm là các trang phục mới nè các bạn ơi, đó một cái quả đầu bí ngô nữa nè đó, và thêm cái trang phục hình như là cô gái phù thủy nãy cũng cái Halloween màu kem kem đó các bạn ơi. Rồi, và cái lịch báo trì là lúc là từ 6:30 đến 11:00 ngày 12 tháng 10 đó, tức là vào ngày mai nha các bạn ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị là cập nhật phiên bản mới. Wow, và ngày hôm nay mình vừa nhận một cái món quà đặc biệt nè, từ một cái bạn tên là My, họ đã tặng mình một cái mặt vàng luôn các bạn ơi, mặt thổi vàng mà mình rất là thích. U là trời, quá là đáng yêu rồi, cảm ơn bạn My rất là nhiều. Đó, bạn đó cũng hay rất tặng quà cho mình mỗi lần mà cập nhật phiên bản mới lắm. Ok, và cái mặt này rất là đáng yêu và cute nha.
Rồi, đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ là tiếp tục đi săn các con côn trùng mới nha các bạn ơi nữa. Côn trùng mới là chưa săn được cái con gì hết mà ra thêm mà bỏ thay ma với là kẻ thay ma. Rồi biết chừng nào là tôi mới là full bộ sưu tập côn trùng và kế đây các bạn ơi. Ủa là trời rồi, ế cái vỏ thăm mới nè. Rồi để xem là các 77 kim cương hay là không đây. Rồi 6 viên đá quý. Đó, và cho các bạn xem là cái bộ sưu tập côn trùng của mình nè, ở 164/192 nè. Đó, chưa bắt được tắc kè hoa, rồi thằng lằn đuôi cánh hoa nè. Rồi bỏ cánh cứng cầu vòng. Đó, be con mới mình chưa có săn được con nào hết các bạn ơi. Rồi mấy con này bắt được nè, châu chấu hồng cũng chưa thấy bao giờ luôn. Và không biết là ngày mai là cập nhật bao nhiêu cái con côn trùng và con ké nữa đây các bạn ơi. Nãy tôi thấy rất là nhiều quá, cũng phải là cỡ gần là mười mấy hai chục con đó mọi người. À đây xô một cái con bọ vip đây các bạn ơi, rồi bướm phượng cánh chim đây. Bọ mới không thấy đâu cả, thấy toàn bọ cũ không à. Rồi bắt tạm vậy các bạn ơi, đó bắt lắm, quá là đơn giản luôn. Rồi 135mm kỷ lục mới luôn nè. Còn cái con là chuồn chuồn cánh hoa và cái con tắc kè hoa là tôi chưa gặp bao giờ hết. Đó, không phải là biết là cái nick mình bị xui cà na, bị dính lời nghiền hay không nữa các bạn ơi. À, mà tôi là chưa gặp bao giờ hết. Mày thấy mọi người gặp rất là nhiều đó nha. Mặc dù là mình đã áp dụng ở tất cả phương pháp, đó, tất cả các cách luôn mà vẫn là chưa thấy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ là quyết định đi bán tất cả các côn trùng ở trong cái túi ba lô của mình và bán tất cả các bộ xương khủng long nữa. Đó, bữa mình có nói là mình sẽ là bán hết mà mình quên. Rồi bữa nay mình sẽ là làm cho các bạn xem nha, coi là mình bán được bao nhiêu tiền sao. Đây rồi, một cái con gì đây, con rết các bạn ơi, nó lâu lắm mình mới gặp đó mọi người ơi. Đấy, con này phải khá lâu mình mới thấy, bây giờ nó xuất hiện trở lại nè. Và như nhớ Phan nói công bố đó chính là những cái con côn trùng thay ma và cá thay ma. Đó thì nó sẽ xuất hiện ở cái khu vực riêng biệt nha. Đó, chứ không phải là muốn bắt ở đâu là bắt đâu các bạn ơi. Và muốn bắt là các con thay ma đó các bạn phải là chui xuống dưới cái cống nha. À, một cái cống ngầm. Như ở đầu cái video mình có nói là đó, ngoài Bà Lê Gia này hoặc là bên trung tâm thành phố. Là các bạn sẽ là chui xuống dưới đó nha. Nó cũng giống như là cái sự kiện rằm tháng 7 đó các bạn ơi. Đó chúng ta sẽ là nói chuyện một cái NPC sẽ đưa vô chúng ta một cái khu vực mới hoàn toàn. Đó, để vô đó làm nhiệm vụ nha. Đồi lụm táo với tôi ha. Đó, thấy chưa, đấy tôi lụm táo màu lắm bạn ơi. Đó, dành không có lại đâu. Đó, thấy chưa, thấy tôi lụm ghê chưa các bạn. Và hôm nay là ngày cuối cùng rồi, để chúng ta còn lụm táo. Đó, ngày mai là không có táo để mà lụm nữa đâu. Nãy để tôi là chế cái cây táo cuối cùng nha các bạn ơi. Ồ là trời, là bạn kia cướp táo của tôi rồi. Rồi, không sao. Đó, mình sẽ là đi bán bọ cho các bạn xem nha. Đây đã tất cả số bọ của mình đó, côn trùng của mình nãy bươm bướm nè, chuồn chuồn nè, đó bán hết nha các bạn ơi. Để xem là cái mình bán được bao nhiêu nha. Đó, dương miệng đồ bán hết, đó tắc kè bán hết nha. Mấy cái con dương miệng này không có chế tạo được nha các bạn ơi, chế tạo được mấy cái con thường à, mấy con dương miệng này không có dùng được rồi bán luôn. À, chỉ bán được mấy con này thôi, ngày mai là hết cái chế tạo rồi các bạn ơi, chế tạo quả trứng thằng lằn rồi đó, nên là bây giờ là tôi bán hết nha, không có để dành. Tại là mình còn thiếu rất là nhiều nguyên liệu á, cũng làm biến quá các bạn ơi. Có gì mình mua cho mau nha. Đó, 34 kim cương thôi. Rồi, xong. Wow, và 100 con là 16.000 tiền sao đó các bạn ơi. Đó, tuy là côn trùng xanh không mà nha. Đó, nhưng mà dương miệng thì rất là nhiều tiền luôn. Với là mấy cái con thằng lằn này bán cũng rất là nhiều tiền sao đó các bạn ơi. Rồi, bán tiếp 100 con nữa. Đấy, 100 con bọ nè. Lần này là chỉ có là 8.000 tiền sao thôi. Lúc nãy là bán là 16.000 tiền sao đó, lần lại 8.000 cộng lại là 24.000 nha các bạn ơi. Đó, xương xương thôi, tôi còn là bán mấy cái bộ xương khủng long nữa. Đó, và số tiền sao của mình là nâng lên là 36.000 rồi. Rồi, bán thằng làng côn trùng xong rồi, bây giờ mình sẽ là qua bán cái bộ xương khủng long nha. Đó, để xem là tất cả bộ xương khủng long mình bán là bao nhiêu tiền sao. Đó, mình có rất nhiều là đá nè, đá quý nè, đó, vàng bạc các bạn ơi, kim cương nè. Rồi quốc hết rồi nha các bạn ơi, đấy bán từ đầu đến cuối luôn. Đó, tất cả bộ xương màu tím. Và bữa dưới làm cũng có ít đi đào rẻ lắm các bạn. Nên là kim cương xanh mình chỉ có 5 viên nè, kim cương đỏ mình chỉ có 7 viên thôi. Đó, mình rất là ít kim cương luôn. Đó, kim cương trắng mình chỉ có 13 viên à các bạn. Wow, số tiền sao lên 18.000 rồi các bạn ơi. Công nhận là bán mấy cái bộ xương khủng long này cũng rất là nhiều tiền sao nè. Rồi bán cái 100 cái hộ phách luôn nha các bạn ơi. Đấy, 100 cái hộ phách này cũng rất là nhiều tiền sao nè. Rồi, và số tiền sao lên là 71.000 rồi các bạn ơi. Rồi, 73.000 rồi. Wow, wow, wow. Đấy, toàn bộ xương khủng long này các bạn ơi. Đó, nhiều chưa, nhiều chưa.
nãy là mình bán 24k tiền sale, rồi cộng thêm là 73k tiền sale nữa thì cũng là sắp xỉ là gần là 100k tiền sale rồi nha các bạn ơi. Wow wow, và số tiền sale của mình là nâng lên là 438.000 rồi. Và mình sẽ là chừa lại mấy cái viên đá quý nha các bạn ơi, đó cái gì để tôi chế tạo nữa, mấy cái đồ vật sự kiện nữa mọi người ơi, không có bán. Các bạn ơi, và như vậy là cái sự kiện bán đồ lưu niệm ở Hegeon đã kết thúc rồi nha. Tôi tưởng là hôm nay là còn, nhưng mà hóa ra đã mất rồi các bạn ơi, đó các NPC đó để đi rồi. Và may mắn là mình đã tranh thủ mua hết tất cả các quần áo đỏ và nón rồi nha các bạn ơi. Đã mấy cái đồ đó cũng rất là rẻ và mình đã mua sạch hết rồi. Wow, thì các bạn nhỏ ở đâu mà xuất hiện đông thế này đó, và sinh khí rất là nhiều luôn. Ừ là trời rồi, thôi chắc lẽ là mình sẽ là ốp cái video clip tại đây để tôi ký cho tất cả các bạn nhỏ này quá. Ok, và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.